Kính chào quý thính giả, chúc các bạn một ngày mới an lành. Hôm nay Lệ Thu xin gửi đến tập 4 của bộ truyện Vợ, em là định mệnh của anh, của tác giả Hoàng Lan. Mời các bạn cùng nghe. Chị dâu, em mời chị một ly. Vương Đình Tùng cầm ly rượu đưa đến cho cô. Không được, cô bé bị dị ứng cồn, không thể uống rượu. Trong lúc Huyết Lâm chưa kịp phản ứng thì Đình Quân đã lên tiếng ngăn cản. Mọi người lại đưa mắt qua nhìn anh. Tịnh Uyển thấy vậy liền lên tiếng giải thích. Em xin lỗi, em không thể uống được rượu. Có một lần đi tiếp khách ký hợp đồng với đối tác, vì bị ép quá nên em uống một ly rượu. Sau đó em bị khó thở nên giám đốc đã đưa em đến bệnh viện cấp cứu. Kể từ đó cả công ty đều sợ, không dám cho em uống rượu nữa. Khiết Lâm lấy cho cô một ly nước trái cây rồi ân cần gấp thức ăn cho cô. Mọi người ăn uống nói chuyện vui vẻ. Tịnh Uyển cảm thấy vui và an lòng, vì bạn bè anh đều là những người thành đạt và con cưng trong những gia tộc lớn, nhưng lại rất chân thành và quý mến cô, xem cô như một thành viên trong nhóm. Nhất là trong nhóm lại có người anh cả, là người anh, người sếp mà cô quý mến tôn trọng. Còn có cô bé Trần Thư thật dễ thương, cô bé cứ quấn quýt cô. Sự chân thành của mọi người làm cho cô buông bỏ được sự tự ti mình xuất thân bình thường. Cô rất cảm động và thầm biết ơn. Tính cô rất đơn thuần nên rất dễ thỏa mãn. Chị dâu, tới chị lên hát một bài đi chị. David và Trần Thư mè nheo, một hai kéo cô lên hát cùng mọi người. Họ cũng muốn lôi Khiết Lâm lên hát, nhưng không ai dám đụng vào cái mặt kẻ mặt lạnh đó, nên chỉ có thể lôi kéo Tịnh Uyển. Tịnh Uyển là một người hiền lành nên rất dễ hòa hợp với mọi người. Cô được Trần Thư với David kéo lên nên cũng chọn một bài hát của Quốc Khanh mà cô rất thích. Lúc cô cất tiếng hát, mọi người trong phòng đều ngẩn người ngồi nghe, nhất là Khiết Lâm. Anh như chìm đắm vào chất giọng ngọt ngào êm dịu của cô. Từng lời bài hát cứ như thấm vào tim anh, êm ngọt như đang ru tâm hồn đầy tổn thương và xoa dịu từng vết thương trong lòng anh. Anh như được lời bài hát ngọt ngào êm dịu của cô dẫn dắt đến miền hạnh phúc mới. Đúng, sự tình cờ quen cô, cứ được cô làm vợ là một khởi đầu hạnh phúc và niềm vui mà anh chưa từng có. Anh thầm hứa sẽ như lời bài hát cô đang truyền tải, dẫu đường đời muôn lối, dù bao nhiêu buồn lo, cuộc sống có bao nhiêu thay đổi, anh cũng sẽ nắm tay cô đi đến hết cuộc đời. Mình tình cờ quen nhau mùa thu, do dù bao ước mơ vừa, một chiều vàng xưa bên dòng sông, phút giây bờ ngỡ ban đầu. Để từng ngày bỗng thấy những thứ tin yêu em ấp trong lòng, lần này nào ta đến với nhau, chiếc hôn ban đầu em trao. Lòng em xôn xao thất ngân vì tình yêu đến, lòng anh nao nao đâm say rồi người yêu hơn. Cuộc tình phơi phới dẫu cho đường đời mới lâu, có anh và em xây vào đi bên đời nhau. Đời ngột tràn bao nhiêu buồn lo, biết sao cuộc sống mai này. Dù dòng đời luôn mau đổi thay, trái tim anh vẫn yêu người. Tình thật thà em trao đến anh, chỉ mong anh mãi bên đời. Trọn lời thề mai đây có nhau, sẽ yêu đến muôn sao. Dù bài hát đã hết, Tình Uyển đang ngừng mà mọi người trong phòng vẫn chìm vào giọng hát của cô. Lúc này bỗng Trần Thư bật khóc, lao đến ôm lấy Tịnh Uyển. Wow, bài hát hay quá, đẹp quá. Chị hát hay quá làm em cảm động rơi nước mắt luôn rồi nè. Không biết đâu nhất định chị phải hát thêm một bài nữa. Nhưng lúc này Khiết Lâm đã đến bên, giành Tịnh Uyển từ trong tay của Trần Thư ra.
dìu cô về chỗ ngồi rồi cầm ly nước đưa cho cô nói: uống một miếng nước cho cấm giận đi em. Hát một bài được rồi, hát nhiều quá đau họng. Thật không ngờ tảng băng ngàn năm của chúng ta cũng có một mặt này. Mấy người ngồi trong phòng cảm thán: anh ba à, giọng chị dâu hay vậy, anh đừng nên chiếm dụng một mình chứ, để chị dâu hát cho tụi em nghe vài bài đi. Mọi người nhao nhao yêu cầu. Muốn thì mấy cậu tự hát mà nghe, vợ tôi không có nghiệp vụ phục vụ chuyện nghe của mấy cậu. Hát nhiều vợ tôi đau họng, ai chịu đây. Vừa nói Khiết Lâm vừa lột nho đút cho Tình Nguyễn ăn. Cô ngại ngùng nhưng anh cứ đút vào miệng nên cô đành phải đỏ mặt hả miệng để anh đút. Thật là anh bớt cho đám FA tụi em ăn cơm chó được không? Vậy thì mấy cậu cũng giống như cô ấy, đi tìm một người đi. Tống Đình Quân lên tiếng: đi da anh cả à, anh đừng ý mình có vợ rồi mà đã thương tụi em nhé. Cả đám nhau nhau chọc kẹo nhau. Không ai nghĩ mấy người này là những người có máu mặt, hô mưa gọi gió ngoài kia. Tống Đình Quân là tổng giám đốc của tập đoàn tài chính quốc tế. Trần Thiên là tổng giám đốc của tập đoàn du lịch, chủ nhà hàng ăn uống khách sạn mở rộng đa quốc gia. Phan Hải là một hacker đứng thứ hai trong giới và cũng là một nhà hoạch định tài chính tài giỏi, còn là một sát thủ cũng rất đáng gờm và cũng là một trong những người sáng lập ra bang lục quái với mọi người ngồi đây. Thân phận bên ngoài của ông ta là trợ lý của binh người Thiết Lâm. David là một người có hai dòng máu Pháp Đức, anh thuộc hàng quý tộc hoàng gia. Bản thân là một nhà thiết kế nổi tiếng, nhưng người ngoài không ai biết anh lại là người chuyên về thiết kế vũ khí. Có những người trong nhóm mới biết rõ Vương Đình Tùng, gia tộc lớn về chuỗi ngân hàng, có cả thị trường Mỹ và châu Âu. Bản thân anh cũng là một hacker đứng thứ 3 trong bảng. Mạc Khiết Lâm là tập đoàn bất động sản lớn nhất cả trong và ngoài nước. Anh còn là một hacker đứng thứ nhất bảng, còn là một người đứng đầu trong băng sát, một băng chuyên phân phối súng đạn cho khu vực Trung Đông, và người đứng thứ hai trong băng lục quái, và cũng là một trong những sát thủ có tiếng giống như Đình Tùng và David. Đều là những người có máu mặt, nhưng họ sống và rống và đối đãi với nhau rất chân thành, chân tình, yêu thương bảo vệ nhau như anh em ruột. Trong khi bên này mọi người đang ăn uống vui chơi hết sức vui vẻ, thì bên kia bà Trần Thị Lộ, mẹ của Khiết Lâm, tức điên vì chờ cả một ngày mà không thấy Khiết Lâm về. Điện thoại thì bị cúp. Bà cho người đi đến công ty điều tra xem anh có đang làm việc ở công ty không, thì được báo về hôm nay tổng giám đốc Đốc Lâm không có đi làm và hiện cũng không biết anh ở đâu. Thấy bà tức giận như vậy, cô gái ngồi bên bà liền nói: mẹ, sao anh biết Khiết Lâm không về? Làm mất công con trang điểm cả buổi sáng. Con không biết, mẹ phải gọi anh ấy về cho con. Được được, con gái, mẹ sẽ bằng mọi cách gọi nó về. Cô gái này không ai khác, chính là cô gái tự xưng là thiếu phu nhân, tên là La Thạch Thảo. Cô ấy hiện có tiếng là tiểu thư nhà họ La. Lúc chiều trên đường trở về, Tịnh Uyển nhờ Khiết Lâm ghé siêu thị mua ít thức ăn. Em muốn mua gì, anh sẽ gọi quản gia đi mua cho em. Không cần thiết phải làm phiền chú Hứa đâu anh. Chú lớn tuổi rồi, nên để chú nghỉ ngơi. Em muốn mua ít rau củ về nấu canh giải rượu và ít thức ăn tối cho anh. Nghe cô nói, anh chợt thấy lòng dâng lên một chuỗi ấm áp. Anh ngừng xe siêu thị. Cô mở cửa xe nói: anh ngồi trên xe đợi em một chút là ra ngay. Đợi anh đi với em. Nói xong anh mở cửa xe bước xuống, nắm tay cô cùng đi vào siêu thị. Lúc anh bước vào siêu thị, mấy cô gái nhìn anh ngây ngẩn. Wow, đẹp trai quá. Dù rất lạnh lùng, mọi tiếng xì xào bàn tán xung quanh hai người. Mặc cho những lời bàn tán, Khiết Lâm vẫn thản nhiên nắm tay cô đi đến chỗ chiếc xe đẩy, lấy một cái rồi nói: em ngồi lên đây, anh đẩy em đi. Không không, em tự đi được. Nghe cô đỏ mặt từ chối, anh cười nhẹ, xoa xoa mái tóc cô. Rồi cả hai cùng tiến đến quầy mua những thứ cần thiết. Về đến nhà, Tịnh Uyển thay đồ xong xuống bếp nấu canh giải rượu cho Khiết Lâm. Còn Khiết Lâm, sau khi về, liền vào thư phòng xử lý những hồ sơ tồn động. Cốc cốc, mời vào. Tịnh Uyển đẩy cửa tiến vào,
Trên tay cô là một chén canh giải rượu. Anh uống một chút canh giải rượu để bớt nặng đầu. Buổi trưa em thấy anh uống hơi nhiều. Khiết Lâm đứng lên, tay cầm lấy chén canh, một tay ôm lấy eo cô, kéo cô sát vào lòng mình. Cảm ơn em bà xã. Tịnh Uyển mặt đỏ lên vì ngại ngùng. Sao cái anh này cứ thích ôm vậy không biết. Cô thầm nghĩ. Thấy cô cả mặt đỏ ửng. Khiết Lâm thấy vui vui, uống một hơi hết chén canh. Anh để chén xuống bàn rồi cúi xuống hôn lên môi của cô. Tịnh Uyển mở to mắt vì ngạc nhiên khi anh đột ngột hôn mình. Trời, sao lại hôn rồi? Mà sao nụ hôn này quen quen? Khiết Lâm đắm chìm vào đôi môi của cô vợ bé bỏng của mình. Lúc anh định cậy mở hàm răng của cô để tiến vào, thì phát hiện cô đang mở mắt nhìn mình ngây ngô như đang suy nghĩ gì đó. Anh ngừng lại lấy ngón tay miết miết lên môi cô hỏi. Em đang nghĩ gì vậy, bà xã? Vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ của mình, Tịnh Uyển vô thức hỏi. Anh với em đã từng biết nhau chưa? Chợt nghĩ đến lần đầu tiên hôn cô dưới gốc cây khi cô cứu anh. Anh bật cười, anh nói. Đã từng. Hả? Cô ngạc nhiên khi nghe em nói. Em đã từng cứu một người đàn ông bị thương ở dưới gốc cây đa trong hẻm về nhà em phải không? Nghe anh nói, Tịnh Uyển ngạc nhiên nhìn anh, hai mắt mở to hết cỡ. Làm sao? Anh cười ôm cô vào lòng nói. Có phải anh với em thật có duyên đúng không? Em biết không, lúc anh nghe ông nội nói sẽ cưới cho anh một cô vợ hứa hôn, anh thấy rất miễn cưỡng, nhưng cũng đồng ý vì với anh lúc đó mà nói, cưới ai cũng được. Vì lấy vợ chỉ là nghĩa vụ, và cũng là để trả hiếu cho ông nội, rồi lặng lẽ mạnh ai nấy sống qua ngày cho xong. Nhưng đến khi anh nhận được video kia của chú Hứa, phát hiện ra vợ anh lại là em, anh cảm thấy thật vui mừng và hạnh phúc. Ngay cái ngày anh cứu em, ngay cái ngày em cứu anh, em đã để lại trong anh một cảm xúc rất sâu lắng. Nhưng vì trước đến giờ anh chưa từng yêu ai, nên anh không nhận biết được cảm giác đó là gì. Cho đến khi thấy lại em một lần nữa, được nghe giọng nói của em dù chỉ qua điện thoại, anh mới biết mình đã thực sự rung động bởi em. Những ngày còn ở bên Mỹ, anh rất nhớ em, rất muốn thật nhanh được về bên em. Cảm ơn em đã đồng ý làm vợ anh. Cảm ơn duyên số đã cho anh được gặp em. Nghe giọng nói trầm ấm thủ thỉ về nỗi lòng của anh đối với mình, trong lòng Tịnh Uyển bất giác như có một dòng suối ngọt ngào chảy vào, hai dòng lệ hạnh phúc chảy xuống. Cô vùi mặt vào ngực anh, tay đưa lên ôm ngang bụng anh thỏa thẻ. Em cũng vậy, sau khi mất mẹ, em cảm thấy hụt hẫng bơ vơ vì không còn người thân nào bên cạnh. Rồi phần nghe lời mẹ dặn dò trước lúc lâm chung, phần cũng cảm mến ông nội Mạc, nên em cũng đồng ý hôn sự này. Nhưng em rất lo sợ, không biết tính tình của người chồng mình sẽ ra sao. Em sợ anh sẽ khinh em, khi em sợ anh có người trong lòng. Vì vậy nên lúc mẹ anh đưa một cô gái đến nói là vợ anh, em thật sự bàng hoàng, nên em quyết ra đi, nghĩ rằng đợi em về sẽ cùng anh giải trừ hôn nhân để anh được sống bên người vợ mà anh cưới. Và em sẽ tự đi giải thích với ông nội Mạc. Nhưng đến hôm nhận được điện thoại của anh, nghe anh nói em mới thật sự thả lỏng và cũng lần lần thương anh từ lúc nào không biết. Chuyện đó anh không hề biết, và anh cũng không biết cô gái đó là ai. Anh sẽ giải quyết chuyện này dứt điểm, em đừng nghĩ ngợi nhiều. Em phải biết em là thiếu phu nhân nhà họ Mạc, là vợ duy nhất của Mạc Khiết Lâm anh. Nên lần sau nếu có gặp những trường hợp đó, em phải thẳng tay vứt họ ra khỏi nhà. Dù là ai cũng không được thương tổn đến vợ anh. Em hiểu không? Em hiểu không? Dạ em hiểu rồi. Ngoan, anh đi làm việc tiếp đi. Em đi nấu cơm tối. Rồi cô vội thoát ra khỏi vòng tay anh, chỉ nhanh ra ngoài vì ngại ngùng. Anh đứng nhìn theo mà lắc đầu cười cô vợ hé mắt cỡ của mình. Ngày hôm sau anh đến công ty xử lý một chút việc, sau đó dẫn vài người vệ sĩ về ngôi biệt thự cũ của anh. Lúc vệ sĩ đẩy cửa để anh bước vào, liền thấy La Thạch Thảo đang nằm dài trên ghế sofa, vừa ăn trái cây vừa xem tivi, chân thì được cô giúp việc xoa bóp,
Có lẽ vì lỡ tay nên cô giúp việc bóp hơi mạnh tay. Cô ta liền đạp mạnh cô giúp việc té xuống, miệng thì chửi: "Cái đồ vô tích sự này, mày làm gì mà bóp mạnh vậy hả?" "Xin lỗi thiếu phu nhân, tôi lỡ tay." Cô giúp việc run rẩy xin lỗi. Nhà này từ khi nào có loại người bẩn thỉu tắc oai tắc quái ở đây? Lúc này Thạch Thảo mới giật mình ngồi bật dậy. Thế là Khiết Lâm, cô ta vội đứng bật dậy gọi: "Anh Khiết Lâm." Rồi cô ta nhào đến định ôm anh thì anh nghiêng người, cô ta mất đà té nằm dài xuống đất. Cô ta té đau quá khóc lên, một bộ ủy khuất nói: "Anh Khiết Lâm, em đau quá, đỡ em." Nhưng đáp lại lời cô ta là một sự lạnh lùng kinh bỉ. Những người vệ sĩ đứng xung quanh cũng lạnh lùng nhìn cô ta như nhìn một sinh vật lạ. Lúc này bà Lựu, mẹ của Khiết Lâm, nghe tiếng động trên lầu đi xuống. Vừa xuống tới đã thấy Thạch Thảo té nằm dài dưới đất. Bà ta đau lòng chạy đến đỡ cô lên hỏi: "Sao con lại té như vậy, có đau không?" Rồi sau đó bà quay sang lườm Khiết Lâm rồi mở miệng quở trách: "Con sao thấy vợ mình té mà không đỡ lên đứng đó nhìn ha?" Khiết Lâm nhếch mép khinh bỉ: "Ai là vợ tôi?" "Là con bé, nó là Thạch Thảo, mẹ cưới nó về làm vợ cho con." "Từ khi nào mà Khiết Lâm tôi, loại chó mèo nào cũng có thể lấy làm vợ?" Anh, con, hai người phụ nữ đều đồng thanh kêu lên khi Khiết Lâm nói câu đó. "Người đâu, tống hết những kẻ không liên quan trong nhà này ra ngoài cho tôi. Cho người dọn hết những đồ trong ngôi nhà này đã từng bị những bàn tay bẩn thỉu đụng vào, vứt hết cho tôi. Rồi cho người đến xịt khử trùng ô uế đi, sơn sửa lại hết cho tôi." Khiết Lâm vừa dứt lời, những người vệ sĩ cao to tiến lên, lôi La Thạch Thảo ra khỏi cổng nhà vứt ra ngoài như vứt một bao rác, mặc cho cô ả la hét hăm dọa những người vệ sĩ. Nhưng cô ta không biết rằng những người trong bang này tính tình cũng giống như bang chủ Khiết Lâm của họ, lãnh băng và vô tình. Sau đó những món đồ trong nhà đều bị vứt hết ra ngoài, cho xe xúc bỏ đi, bỏ rác, kể cả giường tủ, ghế sofa. Bà Lựu thấy vậy cũng tức điên lên: "Khiết Lâm, con làm vì vậy hả?" "Người đâu, đưa phu nhân về. Kể từ hôm nay không có lệnh của tôi, không được cho phu nhân bước vào bất cứ căn biệt thự nào của tôi. Nghe rõ chưa?" "Dạ rõ." Con, mẹ là mẹ của con đó. Mẹ tự xem lại, mẹ có người mẹ nào như mẹ không? Đừng tin là mẹ trước mặt con, người không xứng." Bà Lựu bị vệ sĩ lôi lên xe trở về bên biệt thự của bà. Vừa bước vào nhà, bà tức giận lớn tiếng gọi chồng: "Ông Tình, mau ra đây. Chuyện gì mà bà la lối ôm sòm vậy? Ông còn hỏi chuyện gì? Cái thằng trời đánh Khiết Lâm, nó dám cho người lôi con bé Thạch Thảo ra khỏi nhà, rồi còn cho người ép chở tôi về đây. Nó còn cho người dọn bỏ hết những đồ đạc trong nhà vì cho tôi với Thạch Thảo đụng vào là dơ bẩn. Tại sao nó dám làm vậy với bà?" Ông Tình đạp bàn giận dữ nói: "Tôi không biết. Ông phải đòi lại công đạo cho mẹ con tôi." "Được rồi, để tôi gọi điện gọi nó về đây cho bà trút giận." Nói rồi ông rút điện thoại ra gọi cho Khiết Lâm, nhưng anh đều nhấn máy tắt không nghe. Anh rất chán nản với hai cái người gọi là cha mẹ này lắm rồi, không có một chút tình thương nào đối với họ. Anh cũng không biết tại sao lòng mình lại quá lạnh với họ như vậy. Vì gọi nhiều cuộc điện thoại mà Khiết Lâm không nhận máy càng làm cho ông Tình tức giận hơn. Ông tức giận: "Mày được lắm nhóc con, đây là mày thách thức lòng kiên nhẫn của tao, đừng trách tại sao tao ra tay sớm với mày." Bà Lựu liền hỏi chồng: "Ông định làm gì?" "Trong kế hoạch là ép nó lấy con gái của chúng ta, để lần lần tao chiếm lấy chức vụ và tài sản của nó. Nhưng giờ nó không chịu, thì chỉ có cách trừ khử nó đi để tôi ngồi vào cái chức đó và ôm hết tài sản về tay tôi." "Được đó, vậy ông lên kế hoạch nhanh lên đi." "Được rồi, yên tâm đi, từ từ rồi tôi tính." Và thế là một âm mưu đen tối được hình thành trong đầu hai kẻ được cho là cha mẹ kia. Hôm nay Chủ nhật vẫn còn là ngày nghỉ. Sau khi Khiết Lâm đến công ty thì Tịnh Uyển cũng cùng chú Năm tài xế đi đến nhà bà cụ Phan để thăm bà cụ và cậu nhóc với mọi người, sẵn phụ giúp bé Mai và mọi người một tay. Lúc cô đang cùng chị Sáo và bé Mai nhổ cà rốt trong vườn thì điện thoại cô đổ chuông.
Sợ Khiết Lâm gọi, cô vội nghe máy mà không nhìn người gọi đến. Alo chị dâu, em Trần Thư. Chào em, hôm nay còn ngày nghỉ, em qua nhà đón chị đi mua sắm nhé. Tình Nguyện ngại ngùng nói, hiện giờ chị không có ở nhà, chị đang ở nhà trợ lý Phan phụ giúp mọi người nhổ cà rốt. Ồ vui quá, cho em cùng làm với chị đợi em sẽ tới ngay. Không đợi Tình Nguyện kịp nói gì, Trần Thư liền tắt máy. Tình Nguyện bật cười với tính hồn nhiên và trẻ con của Trần Thư. Cô ấy không hỏi địa chỉ, chắc có lẽ đã biết nhà trợ lý Phan, dù gì thì cũng trong nhóm mà. Nghĩ vậy nên Tình Nguyện cất điện thoại tiếp tục làm việc, đang dang dở mà không nhắn tin báo địa chỉ. Mà bên này sau khi nghe Tình Nguyện nói, Trần Thư rất hào hứng đi thay bộ đồ gọn gàng, quyết đi tham gia việc nhà nông. Nhưng sau khi thay đồ xong, xuống lấy chiếc xe thể thao phiên bản mới với hạng màu đỏ của mình, ra khỏi ra ga thì chợt nhớ là mình không biết địa chỉ nhà anh Phan. Cô liền bấm máy gọi cho Phan Hải. Mà lúc này đây, Phan Hải và mấy người anh em của mình đang cùng giám đốc Lâm đang ngồi thảo luận với nhau về mấy việc trong ban hội thì điện thoại của anh có chuông. Thấy là số của Trần Thư gọi, anh ngạc nhiên nhìn Trần Thư hỏi, Thư Thư, sao lại gọi điện thoại cho em? Anh tắt máy sao? Trần Thiên lấy điện thoại ra nhìn, lắc đầu, nói không có. Phan Hải nhận cuộc gọi rồi bấm chế độ rảnh tay. Giọng của Trần Thư gấp gáp, anh Phan, mau nói cho em địa chỉ nhà anh. Tại sao phải hỏi địa chỉ nhà anh? Hiện anh không có ở nhà. Nhiều lời, em không đến tìm anh, em đến chơi với chị dâu. Nghe đến tên vợ mình, Khiết Lâm liền lắng tai nghe. Chị dâu đang ở nhà anh sao? Phan Khải hỏi. Đúng nha, chị dâu đang ở đó, chơi nhổ cà rốt rất vui. Anh mau báo địa chỉ cho em. Lúc này Trần Thiên lên tiếng. Thư Thư, sau khi em đến đó, nói với chị dâu em, nấu cơm chút nữa mấy người bọn anh qua thăm bà cụ, vặn ké bữa cơm. Hả, anh hai cũng muốn ăn cơm chị dâu nấu sao? Nhiều lời, nhớ đấy. Sau khi lấy được địa chỉ từ nhà Phan Hải, Trần Thư vội loàn lái xe đến. Chưa kịp vào nhà cô đã lớn tiếng gọi, chị dâu, em tới giúp chị đây. Bà cụ Phan đang ở phía trước, chỉ cho chú Năm hái ít trái lê để chiều Tình Nguyện đem về bên nhà cho Khiết Lâm. Thì thấy một chiếc xe đẹp lái vào cổng, sau đó là một cô bé xinh đẹp bước xuống xe gọi lớn. Bà cười hỏi, cháu tìm Nguyễn Nguyễn sao? Lúc này Trần Thư mới thấy bà cụ liền ngại ngùng. Dạ, cháu chào bà cụ khỏe. Cháu là Trần Thư, em gái của anh Trần Thiên ạ. À, thì ra là em gái của Thiên Thiên, vào nhà đi cháu. Dạ, xong cô bước tới, lấy giỏ quà từ trong xe xách vào nhà. Dạ, anh cháu có ít quà gửi biếu cụ, xin cụ cho các anh ấy trưa nay xin bữa cơm ạ. Thật là, thằng nhóc này bày vẽ. Muốn ăn cơm nhà bà thì bất cứ lúc nào cũng có thể đến, không cần khách sáo như vậy. Dạ, Uyển Uyển đang ở ngoài vườn, cháu ra sau chơi với con bé nhé. Bà đi xem bắt vài con gà để nấu cơm, mấy thằng nhóc đó rất thích ăn gà nhà bà nuôi. Dạ, cháu cảm ơn bà cụ, cháu xin phép ạ. Vừa ra vườn, thấy Tịnh Uyển, Trần Thư liền xà tới. Chị dâu, em tới giúp chị đây. Và với sự giúp sức của Trần Thư, cà rốt được nhổ lên bởi bàn tay của cô đều bị gãy đôi. Liên tiếp như vậy, bé Mai vì xót ruột cho thành quả của mình, liền tìm cách ngăn không cho cô nhổ nữa. À, chị Thư Thư, trời nắng lắm, chị không nên ngồi đây nhổ cà rốt đâu, sẽ bị bắt nắng đấy. Hay là chị giúp mọi người bỏ những củ cà rốt đẹp vào túi giùm em, để chúc anh An chở đi giao cho nhà hàng. Trần Thư sau một lúc vật lộn, nhìn thành quả bất đắc dĩ của mình, mặt cô bí xị nhỏ giọng nói, mấy em cà rốt này không nể mặt chị chút nào sao? Thấy chị là trốn bớt một nửa vậy, mọi người nghe cô nói đều bật cười vui vẻ. Khi mọi người nhổ xong cà rốt thì Tịnh Uyển cùng với Trần Thư cũng đã cắt xong rổ rau và cà dưa với bí vào nấu cơm. Nhờ sự góp sức của mọi người, một bàn ăn dài đủ màu sắc tươi đẹp thơm ngon đã được bày sẵn lên bàn. Lúc này cậu bé Phan đã chạy vào báo, chị ơi, chú Mạc và mọi người đến rồi.
Với cậu bé, chú Mạc là thần tượng của chú, nên mỗi lần thấy chú là cậu bé rất phấn khích và vui vẻ. Nội Phan yêu dấu, Thiên Thiên của nội đến rồi. Chưa vào tới nhà đã nghe giọng nói của Trần Thiên oanh tạc rồi. Tới rồi, mau vào, mau vào. Cụ Phan vừa đi ra vừa mừng vui như được đón mấy đứa cháu nội của mình đi xa về. Nội, mấy chàng trai chạy ùa đến tranh nhau ôm bà cụ. Bà cụ hiền hòa vỗ lưng từng người. Riêng Viết Khiết Lâm thì đứng một bên vòng tay dựa vào vách nhìn cảnh này châm chọc. Lúc muốn đến ăn cơm thì làm ra vẻ thương nội lắm, nhưng lúc nội gặp chuyện thì mấy thằng cháu nội của này không biết lặng ở đâu. Lúc này Đình Quân mới ôm vai bà cụ nói: Nội Phan, tại sao nhà có chuyện mà nội không gọi cho con hay mấy đứa này mà nội lại im lặng như vậy? Nếu không gặp em dâu xảy ra chuyện gì, có phải là tụi con tự trách cả đời không? Hứa với tụi con, sau này có bất cứ chuyện gì thì phải gọi ngay cho tụi con, được không? Được được, nội sẽ rút kinh nghiệm, sau này có gì sẽ báo với tụi con. Bây giờ cùng vào nhà ăn cơm cho nóng. Mọi người tiến vào bàn thì đã thấy Khiết Lâm đã đứng kế bên Tịnh Uyển phụ cô bày những món cuối cùng lên bàn. Trần Thiên thấy một mảng này liền chọc ghẹo: Từ lúc nào tổng tài cao cao tại thượng Mặc Thiếu Gia của chúng ta biết dọn cơm cho chúng ta thế nhỉ? Y da anh hai à, anh nghĩ nếu không vì sợ chị dâu nhà chúng ta mệt mỏi thì chúng ta có phước được lão ban chủ phục vụ sao? Anh nói một câu tôi một câu, cái bàn này đã thành cái chợ rồi, nhiều thức ăn như vậy mà còn không đủ lấp mấy cái miệng của mấy người sao? Khiết Lâm lạnh nhạt nói. Vừa lúc này điện thoại Khiết Lâm có cuộc gọi đến. Reng reng. Hello. Sau khi Khiết Lâm nghe xong điện thoại, khí áp xung quanh như trầm xuống. Mà lúc này bên Đình Quân cũng vừa nhận xong điện thoại, hai đôi mắt nhìn nhau như ngầm hiểu mấy anh chàng này đang lao nhau chọc ghẹo mọi người. Nhìn hai anh cũng ngầm hiểu, vội ăn nhanh: Nội, tụi con có việc đột xuất, hôm nào tụi con sẽ ở lại thăm nội xin cơm. Đình Quân thay mặt mọi người nói lời cảm ơn và chào ra về với bà cụ. Được, lúc nào rảnh cứ đến, nội sẽ nấu cơm đợi tụi con. Khiết Lâm thì cầm tay Tịnh Uyển dặn dò: Xong việc, ở đây em về nhà nghỉ ngơi sớm để mai đi làm. Tối nay anh không về, đừng đợi anh.